Good morning, brother, sister. Bà cho ngờ xung xóa cung ca một căn ngủ bằng đai xoay lục kiệt và dương bề bất vì thường ngày chăm đi. Bà chân bên nữ chắc bà đào một căn một thi và xung rồi một chơi nhỏ một thi và mua thư ca cổ rộng cho căn sự thập đất mới dưới là bởi sau một biển sử trả của sang một người chắc đào một căn. Bà chưa dứt chuyên trị in trong vô điểm kê bê bà đâu đâu cuộc chồng Yok, mình sẽ 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. ដែលតំណាងឲ្យឪពុកម្តាយផានសួគ៌និងឪពុកម្តាយពិតដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីគ្រួសារមួយដែលនាំការផ្សិតពររបស់ផានសួគ៌ដល់សង្គមយើងដោយបែកលើសេចក្តីស្នាពិតសូមអរគុណសូមចូលរួមបួងសួងបើកកម្មវិធីខ្ញុំបាទនេះសូមឪពុកម្តាយផានសួគ៌សូមឪពុកម្តាយពិតជាទីគោរពវាមករយបានយ៉ាពីព្រលឹងដើម្បីចូលរួមនៅសេវាកម្មពេលព្រឹកដែលជាប្រពៃណីលៀបលោកក្នុងហើយសូមអរគុណចំពោះប្រពៃណីក៏ដូចជាសូមអរគុណចំពោះការនិយាយចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសសូមទូការបួងសួងដល់សិស្សលោកជួយបីបាច់តាមថែរក្សាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជានៅរបបអបអរសាទរយើងក៏មាននៅសុខភាពល្អសំណាងល្អជួយជ័យរាល់ភារកិច្ចការងារផងដែរហើយជាពិសេសក៏សូមពីពលជាពុទ្ធសាសនាដឹកនាំរបស់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់មានសុខសុខភាពដូចជាវានៅការប្រកបនៅអ្វីៗសូមឲ្យសម្រេចគឺបានដំណើរដំណើរដឹកនាំរបស់បងប្អូនគ្នាសូមធ្វើសេចក្តីរីករាយការជួបពិតនៅទីនេះតាជួបសូមអរគុណច្រើនបាទជម្រាបរីក Good morning តើស៊ីស្ទ័រអស់គ្នាបាទគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនអស់គ្នាហើយប្រហែលមានខាងអរ៉ាប់អរ៉េងមានអ្នកអរ៉ាប់ចូលទៀតហើយបាទហើយចូលស្ដាប់មកខាងអ៊ីស្រាអែលអីក៏ខាងណាទេបាទដាក់សអសនេះមិនដឹងសអីទេបាទតែបើស្ដាប់ស្ដាប់មកមិនអីទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងពលិព្រឹកនេះគឺយើងចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាការសិក្សារៀនសូត្របាទពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមស្វាគមន៍បាទមកសនីមក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនៃវេលាព្រឹកនេះ Yeah, good morning. Thank you very much for MC. Good morning, Somun, Somo. And also, teacher Sutik. Good morning, Sister Terry, Sopek. Also, Mr. Anan, good morning. So, first of all, maybe a little bit, Sopek and also Somun, that I would like to share something about for this next week. Anyway, yeah, thank you very much for Somo. Try to arranging this and that. And for me, it is grateful that at least you can stay in here and then can work. No need to be busy in Philippines. This is also good for me. And someone and also Sopek, the big problem is now I still stuck in here, cannot move. So why? First of all, I try to be there for joining the closing in Philippines. But the problem is I cannot move now. So I already bought the ticket for five of you. So the ticket is from Ho Chi Minh City to fly to Manila. Hello.
And then later I will buy the ticket to bus. So that's why you go by bus to Ho Chi Minh City and then take the flight from there. So how to do? Actually, Sopek know about this. She used to have the experience. The how to do this kind of thing a little bit later, I will explain. Maybe tomorrow let's have the bit on the Zoom meeting and you will know. Like that. So that's the situation. And I already called to Master Bernard about the explain this situation, so don't worry. Hello? Okay, let's begin for today's Fundoke. Today's Fundoke is the title is the 5 major points how to inspire new members. Bà chắc là ngày đấy cứ chỉ là bọt về riêng bởi dưỡng cứ pram dùng nói vì được biết đồng bay lên thực chất mà chẳng thầm mình. Basically, I pick up this point from the True Father's guidance in the past, taking the book, the Way of the Spiritual Leaders. Bà có bắt đầu trong dục mê đến vì lộ phục bất tệ tôn bồi phiền bót được biết để thưa ơi cho smart đây mà dương miên là rong gì cũng được. And of course, it's really important to know this kind of thing because now we teaching for the Toyin Mudo, and then even though that when we teach to Toyin Mudo, the point is how to inspire them. Bà vì pro dương đơn chúng nói chẳng ăn ní cứ vì sủng khán là vì pro rồi ngay cứ dương thì cái càng gì nó cho là dương đôi chỉ tông yên một đô còn riêng sợ ấy chẳng chỉ đàm chẳng dương thấu đơn tha là từ mấy từ ai ở phụ quạt bà này inspire phụ quạt ở lực tức chất phụ quạt chỉ đàm và And then this is not only the instructor inspire the members, but also among the members what we are learning now that we can apply. bà chân cái tha mình men còn tại trong ca rồi lực chất mà chỉ cả thế số bây giờ dừng liên phía những ai ăn hoặc phía phía đi các bạn đây. And then, as you know nowadays, the true mother is a really pay attention about witnessing. Đôi giờ đó không đi đang sắp hai tha rồi thằng ngày đi cứ niệm mà đại phật còn bạn dùng chất tốc đã chỉ mùi nâng ca kiên cô sự mà chỉ cả mình đây. Even True Mother is saying the nation which have the less population, that is the weak nation. Và số bên em mà đai muốn có thể ra và tế đại biên chia chân tích cứ chia một tế đại biên ca tuần sau The strong nation have many people. và tế kháng cứ một tế biên bị chia chân trời. So why that we really need to increase for our members? Chẳng ai gì trao tay với ca rít xem ai chắc bao giờ một thầy. I feel like True Mother have the strong sense about the providence. Chúng việc làm tha nên đại con miền chúng đưa chia chia dạng khang chỉ bôi nâng cho là nào. At the beginning, True Mother was saying that 2027, but she changed her mind to put 2025, that 2 years earlier. Bà chân bị bông lái nè mà đại con dây này cái càng như bị bỏ phải bộ phần và đại con bán phạt đồ càng tự quất dù bị bỏ phải trả mình vì riêng kiệu mình sau đó bị trả mình chẳng. I don't know, you know or not, but not only in our movement, but also for the outside people, some of the fortune teller is saying 2025 is a really important year. Bà chân chung đang tha khi dương ban đăng hơi được gõ tế bật tái cư tam ca lực lớn khi ta pi bò bởi phải pram nâng cư vị trí nam bùi đa sống thanh mệnh tên bà. Many fortune teller is saying that the 2025 will be the year for the big disaster or bringing the peace. Bà chân tam nẹ cái khang tu tươi đến cái lực lăng tha nơi trong chân nam bì bò bởi phải pram đó
vì nâng miên nó xoắn được phía đó thông vì nâng miên nó bảo sẽ cha na môi cao là vì còn một thấy trăm chẳng hạn là And then why this 2025 is important as a providentially? chẳng hạn với ba chỉ pi pom một thấy trăm đang vì miên nó sẽ đặt sự khăn mới sẽ mà đập đùng nào cái cha như thằng vua được Like 1945 is the year to finish the World War Second. ឆ្នាំ 1945 ជាពេលវេលាជាឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ សង្គ្រាមលោកលើកទី 2 And then also 1945 is the year that the true father become the 25 years old. ហើយក្នុងឆ្នាំ 45 ហ្នឹងលោកពុកមូនក៏ អាយុ ក៏ 25 ឆ្នាំ ដែរ And then from the 1945, starting for the first 40 years course. អញ្ចឹងពីឆ្នាំ 1945 គឺចាប់ផ្ដើមដំណើរកិច្ចការងារវគ្គ 45 Because 1945, that the finish for the World War Second and all over the world start to move on for the 21st century. បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ45ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងទូទាំងពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៃគេហៅថាសតវត្សរ៍ទី21 And then 1945, and for the 40 years later is a 1985. អញ្ចឹងពីឆ្នាំ45ដល់ឆ្នាំ85ហ្នឹងគឺរយៈពេល40ឆ្នាំAnd 1985, also the many fortune teller was saying, like a unification of the North and South Korea, or so and on. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ85ហ្នឹងក៏មានវាលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងចលនាបង្រួបបង្រួមតាក់ទងហើយក៏លើកឡើងតាក់ទងជាមួយបញ្ហារវាងកូរ៉េជើងកូរ៉េខាងត្បូងIt is true because 1985 was the time of the peak of the Cold War. ចូលវាក៏ត្រូវដែរវាជាឆ្នាំ85មកវាជាឆ្នាំសង្គ្រាមត្រជាក់The many people are afraid about the nuclear war. គ្រប់គ្នាគឺភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរAnd actually the true parents is the one protected for the danger of the nuclear war. ប៉ុន្តែលោកពុកមួនគាត់គឺជាអ្នកដែលបានបញ្ឈប់នៃការបំផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផងដែរ And from 1985, starting for the second 40 years course. បាទក្នុងឆ្នាំ1900 45ហ្នឹងក៏ជាពេលវេលាមួយចាប់ផ្ដើមវគ្គនៃ45ឆ្នាំផងដែរ So, 40 years later from the 1985 is the 2035. ចឹង40ឆ្នាំក្រោយមកពីឆ្នាំ85រហូតមកដល់ពេលនេះពីឆ្នាំ85ដល់ឆ្នាំ2025គឺរយៈពេល40ឆ្នាំហើយហើយ When វweាលក្ខlookពេatល40 providentially, 2025 is really important. That is the top of the growth stage. បាទអញ្ចឹងគឺឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់គឺវាបានបញ្ចប់នៃវគ្គ40ឆ្នាំរបស់លោកពុកមូនអញ្ចឹងវាគឺជាវគ្គនៃការលូតលាស់So, for centering on 2025, through mother is a planning for the great plan, and also she's a really working hard for the sake of the restoration of the Korean Peninsula. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងវាគឺអ្នកម្ដាយមួយគាត់បានមានកម្រោងផែនការក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍឲ្យវាកាន់តែរីករលាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងចលនារបស់យើង So that's why we really need to make encouraging for our members and then our center to fill with the new members. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរៀបចំនៅអង្គភាពរបស់យើងនៅស្ថានការជាមណ្ឌល center របស់យើងឲ្យវាមានបរិយាកាសថាដូចជាមានសមាជិកថ្មីឬក៏ស្វាគមន៍នូវសមាជិកថ្មីក្នុងការចូលរួមបន្ថែមSo once again, that we really need to make the good strategy and then also good atmosphere in our center to receive the new members. ដូចជាថ្មីបងទៀតយើងត្រូវតែរៀបចំបរិយាកាសមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុង center របស់យើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផែនការរបស់យើងដើម្បីទទួលនូវសមាជិកថ្មី Like the attributes for those who have the power. បាទដូចជាការចូលរួមចំណែកអ្នកដែលមាននៅអំណាចអញ្ចឹង
Like always developing and always growing and always multiplying. Từ tay tay biên được cả áp vót tay tay biên được cả tập rỉ. And then, especially for the attributes of the multiplying, it's always like a be crazy with the new environment. Bà chơi cái tha. Chúng mua đang ca đi chúng ra đúng lúa. Chúng mua đang phải giá cả thầm bệnh. So that's why those who are always like looking for the new environment and exciting with the new environment is always have the power. Và chân mẹ đại tay anh ta trong miên lâu lạnh mây tay anh ta miên trong miên lâu ca à phải gọi đến cứ bộ cô ấy cứ tay anh ta miên lâu ca chúng ra. Like when I go to compote, I really inspire because I always see for the new face. Đôi chỉ khi chúng ta có phó chứ chúng ta anh ta đi đi để sao nhưng tao lượng na còn miên lâu nẹt mây màu hồ đại. So that's why like a compote is a little bit exciting because always have the new member. Dân cổ miên là rong tha hơ bị riết để xa thần miên thì mà chắc thay thay mau là hột. So I really encouraging for all of you to be awakened again. So that's why I choose this topic. Chẳng nhầm trong ai nhẹ được ở khnía nhẹ được lật xa thay làng vinh lừa lừa cái càng gì đi chẳng ai bàn cái đi trong chuyện rớt vô bật thiền bọt như vô màn vậy. So why that I am really happy that the Somo is just starting for the new mission in Bon Tae Minh Và chẳng trong mà đi nó về đại sản bọn chập đau với sự cam thì hạt từ bị chơi The Kai Komian looks healthy, no? thì lúc mưa đâu gọt sọc phiệp lõ này ai đóng cái vùng dàn của tay có chứ Okay, let's see for the two parents' message. All of you took important vertical relationship with heaven, but many of you didn't take important horizontal relationship with the people. When we look at the important content of the divine principle, especially the part we need to give lecture, that part is the precious message, and definitely that is truth. That's why vertical content of the principle of creation and horizontal content of the Cain and Abel relationship should be bà in one consistency. Without that, there is no restoration. All the content in image of truth are in here. Even the content for dark side of the human being are in here too. nghe được ở khnía từ tua vô phần nhận được sai bình cho đo sủng khăn chỉ mùi thản sủng còn tai mình đuôi gì chưa mình ban vô phần nhận được sai đây đo sủng khăn chỉ mùi một tỷ nó bây đại dương cái lịch mưa khlâm xa khó khăn này cô cả tiệm chỉ bị say nay đại dương trâu bổng viện lúc và này lúc cứ chia xa đồng viên đồng lại thao chứ ba ca vật lúc hỏi chỉ mua là hết đại khlâm xa sai được chỗ này cô cá này cả một cá nhưng khlâm xa sai đây này tình nhận đó khen là gặp bé cua tài miên phim si thằng quạ thì bà khuyên thằng o nâng tế cứ khuyên ca sá đa làng mình lời khlâm xa tiếng o nâu nông rụp hiệp này sẽ cái đầy phất cư nâu tì nỉ xong bây tài khlâm xa rập này của ngất cử bom đúc có biên vật biên nâu tì nỉ đài. So what does it mean for this message? Bà chân khlâm xa này cái trong giấy vì ấy cái đó bà nhìn đây đây mà đây bà The meaning of this message is for the sake of heaven is for the sake of the people, and for the sake of people is for the sake of heaven. bà chân xa nó không nóng tí đấy cứ cho người ta ca lẹ bóng đầm bầy than xuống ca lẹ bóng đầm bầy một đúc ca lẹ bóng một đúc đầm bầy than xuống So those who really want to live for the sake of heaven, that person is automatically will live for the sake of the people. nè đè luôn đâu đầm bầy bị giáo chụp cuộc than xuống đòi xoay quát cứ tha luôn nó cứ nâng luôn đầm bầy chìm giáo mình đúc sự chia đang ở đây. In Korean language, we have the word incheon. This mean the people is God. Nó không phải xa cái đấy cái gì vậy chân thật xong nó cứ bàn đây thà mình đứng cứ chia bẻ So we really need to take important people like God. bà chân dương trao tay tự tu dục mình đúc đại miên đâu sự rạng sầm khăn đôi bàn đây thà dương trao tự tu rồi có thay to mà đúng nó gọi đôi chỉ đẹp chẳng
I'm really inspired to see this photo. Thank you for similar. bà cho chồng bà đi đi nó ca khơi rụng đi bà ở khuôn khang xỉn biết And also, last night photo I inspire even in the dark. Still, the people are crazy learning for the bà được giờ rụp hiệp rì ca giúp mình giác thú bì bì giúp đấy nơi tập viên này mà vật hạt tổ yên mô đồ I understand because nowadays it's very hot, so that's why nighttime is better. và chân vô từ thà ca là ta về ngay là như cái đầu của nó nè chân về giúp bậc hạt về giúp có lọ chìm ra vui là lọ rồi So first, let's see in here. First commandment is love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. và phải nhà tìm mũi cho thử lãnh vẽ chìa ra rồi bỏ nẹ ọc vì chất ọc vì vấn nấm ọc vì vấn The second commandment is to love your neighbor as yourself. nhà tì phi sẽ lánh nhận chất khác đối khuôn này So, even though it is separate like a first commandment and second commandment, but the reality is these two commandments is the one commandment. bà tu bây chiều mơ tớ vì biên bà nhặt thì bôi tì cái đòi và tại vì nhặt tặng nó vì ruộng bia tạm bùi đấy Because when we love our heaven, all our heart and all our soul and all our mind, and then automatically we live for the sake of neighbors. bà vì vô nó bên đây dương sẽ lãnh đâu bre đại chỉ bre bao dương ngoài ở vị chất ở vị bình lân ở vị cầm đất đó chân ô tô tách cư dương nên sẽ lãnh đâu nhẹ chất hàng bao dương đã hơi So what it means is when we are setting for the vertical standard and automatically it will expand. bà chân nó bên đây dương thưa ca phục vụ nơi ở trong đệm trong đó sai một chỗ chân vì ô tô tách nâng thưa ca phục vụ As a reality, like Father in the last slide, that's saying, it is easy to set for the vertical standard, but it is really difficult to expand horizontally. bà chân đôi dân lộ một một màn vô lên là dưới hiện nghe xuống thằng ca tâm đẹp đọc xài một chó và tại vì ở nghe xuống đẹp đọc xài có đi For example, like it is easy to teach the technique of the Toyomodo, but it is really difficult to take care of the people. bây giờ ai về bàn thà vì nghe xuống đó nó ca bậc hát tội yêu một đồ phần tái à ca thay toam vô chất tục đại thay toam rồi bán công vốn cứ vì một lộ bà So why? Those who are really love heaven from the bottom of heart and automatically will live for this love the people. chẳng đẹp đài là lãnh than xua tranh vì bảy đố chẳng bị ô tô tích nâng là lãnh mình đâu sẽ chịu đại hơi Or like even they love heaven but never love the people, this means not love the heaven too. và ủi đó là bởi sao dưỡng dưới thay dưỡng lãnh than xua và tái ở lãnh mình đâu cho mình khư đi chẳng bài đây tha à nắng có mình lãnh than xua đây For example, you say that you love your parents, but you don't love your brother. This means you same as you don't love the parents. đó là dưới từ lãnh nhập phục mà đai bây giờ mà tại dưới mình từ lãnh bom ôn bao giờ thì chắc ba đây tha à nắng cơ dương mình từ lãnh nhập phục mà đai gì này So that's why for the formula of the true love is whether that is a vertical or horizontal, whether that is God or that is a people. That need to apply same as everything. bà chứ cái tha như na cái đòi nó pê đề biên đâu ca sẽ lãnh vét cứ sẽ lãnh chỉ chuẩn ấy tôi từ biên đâu ca cùng rịch này đây sẽ lãnh đi ở ban thằng đông từ đi chụp buồn đưa chụp mình luôn bỏ chứ chẳng sai một chốc sai phải định phòng nào As the air or the for the sunlight is given to everybody. Also, for the taking care of the people is we really need to take care for everybody. bà dư tờ thôi đôi đại phần lưu bệnh tích bàn rẻ bồng lưu phan đầy tờ bu dần chân dương thở tè lạnh mà đúng lạnh ở ban cục cục như sao thì So it is really good to shouting for the Aboji Omoni, but at the same time that we really need to love our people like we are shouting Aboji Omoni. bà đôi cho bây giờ dương sạch Amuri Ambuchi mình cứ tha dưới thời tay thật lạnh đâu chiêu chân
Anh mà đúng rồi chung với luôn bao nhiêu. So the what we need to do is we really need to love our new members, our new members, like attending our true father or attending our true mother. Nhưng mà quay đại dương trâu đo luôn sức đây sẽ lãnh trâu tay đo luôn sức đây sẽ lãnh chung chụp phố sử mà chắc sử mà center bò dương ở quạt chơi chỗ ruông attend lộ phục đại su phục đại phật true parent. When I preparing this presentation and I found one word from the True Father, and then I really surprised. Nó về được trong riêng trong đầu thì nó bật mê riêng đi trong bàn rồi cười clear muối thừa trong một hợp mê tệ. The True Father is saying that when the new member come, and please welcome that new member, like one nation was already restored. Bà còn dây thà đập biết là biết mà chắc thay nè mà nhá từ màu thay chỉ tôi sẽ welcome và cùng một quạt ở đôi chỉ cả đa ban mà và tìm tiếng mùi mùi giờ. Oh my goodness, the one new member come and then welcome that member like a one nation was restored. Bà chân người ta member thamay để mà nhẹ thế vật tái bịp đôi chỉ bán sát và tình mùi dần So who is the able figure? bà vì nà cái chia là chia bọc cô sống khăn chia bờ The able figure is the one who live for the sake of others. bà chân bọc cô sống khăn là chia bờ cứ chia nhẹ đeo lẹ bỏ là bây bị And giáo then dục bà able đất đất. figure is the one who greet first. À, một cô là bé cứ chỉ một đứa đa tay tay từ bài là từ xoa cũng kia chỉ một And then able figure is the one who give first. ấy cứ chỉ một cô đa đo lại kia chỉ một If they are fighting, the able figure is the one who say sorry first. bà bây giờ thì chưa khứa một cô là bé cứ chỉ một đứa đa nhị dây biết là sorry một. Actually, it's true to get angry is really easy, but to say sorry is difficult. Mà cặp vật tư cả khấn nghe xíu là khấn hả bà rồi khấn liền nghe này và tay à bị tôi cuối cùng mình nghe đi So, Cain never say sorry first. bà chân một cô khen cứ mình đã dễ bị tôi muốn đi. And even Cain never attend the people, and even Cain never greet first. Tụi bây đã khen mình đã cho ruộng bầm ra chia chân rồi còn mình đa xoa cùng miền Nam mình thì The Cain is always worried about their position. khe nó cứ một ngày rồi bỏ rộm tại phòng hướng tuần để ti một tầm này And then always worry about the other position. rồi còn khoai khoai tại rương một tầm này tôi để ti xây xây việt Oh, Excellency, come and oh, Oknia, like that. rồi còn vô cho tôi đã là chỉ mua nẹt thông đôi chi ốc nhà ấy đom ấy chỉ đào như thế. But so that's why that is a Cain. Bà chẳng biết cơ chế và phép à khen. So that's why the first of all in our center we really need to settle down the culture to greeting first. Chẳng đâu không xem thơ bởi dưới dưới trâu tại chế riêng trọng nó bạc thoa ở chế xóa cùng. So, I feel like Kompot already settled down this kind of culture. Chúng mình ở đó ra nó khai cục phốt cứ miên vạp thoa mấy ca chế xóa cùng từ tù và hạ được ngon hiệp xuôi chắc chắn này This is that's why I really love the Tonemudo. và chẳng hay bạn thích xem mà là anh nữ trong in một đồ Because Tonemudo is really have the culture to this kind of greeting first culture. bạn pro trong in một đồ miền miền nào vật vật hoa à chế greeting bạn này chế rụng. And then it is good because the teachers of greet is really humble. Bà ấy vì trâu nó lực hồ sự kriết nó lực hồ đó quạt nó quạt vào cái sự kẹt nghiệp xua cái quạt ở sự hiệp và quạt sự hiệp nghiệp xa tiệt Even Socrates is an elder, but when he come and then he greeting first. và tu bây giờ khu sự kriết quạt là dụ chớn mà tay tu bây giờ chụp mày về ra quạt mà đã còn nghiệp xua mà That is for the new member or young member. He doesn't care. He greeting first. và con mình khoa là để đang mê được rồi mà chắc mê thì mà chắc trái là tao báo con sức khỏe nghiệp xu So that's the thing. mà ba cho nên cứ chỉ đưa để trong gây chậm. And
Yeah, that's all for thank you for listening for today. bà chừng ở hai phần đi kêu viên đại phần năng ấy bà tôi So, Sopek, I sending the itinerary to you. So that's why please inform to the Philippine side about this. bà chân thực bay mê gọt nhà y đi tới thảo inform đo được nâng cực hàng Philippines I really don't know, like I need to inform to who. ở gồm đang tha thử mình đang là thử đo của miền đầu na cái tiết đây mà đầu Philippines đó. And the sent to Master Bernard, so you know his contact, right? Nhà tàu Master Bennett thì score thật thật có được đây So nhà tàu five thật of you, that the three people, three from Compot, and then some Eun and June. bà miền bầy đẹp hay miền mà sẽ chun tiết và liên tục And ướt then đi from actually only those who have the experience from the Ho Chi Minh City Airport to go to somewhere is you. rừng miền là sắp chứ miền bắc sau vì Hồ Chí Minh đi chứ So thọ let's say for tomorrow, let's have some meeting and then I will tell you how to do. bà đang ngay trái liên ca vào chung ấy mùi trong đi dư nẹ tiền từ theo tên ấy thì còn đang tập được biết thương mấy thù mấy cái bạn And I really hope that at least I can be there for the closing. chơi trong sự khâm tha rằng hỏi đã gặp trong ai châu luôn cảm thấy bất lúc từ tây Philippines đang đấy But the reality is a little bit, I stuck the situation in here. bà ta ra còn là vô ca nghe đâu lại một sự niệm đó là lâu đó. But because without I doing this one and then cannot move. Và cho bà sân chỉ ọt thư cách ca nghĩa tế cư dương ọt ai vì là tập hiếp trong ca tư tình But I think the things going well. bà tay nhung kết tha cho nàng đó cư dương thua tâu rồi luôn So for the worst case is I will go to the Ho Chi Minh City Airport and pick you up bà when you hơi come chết back. về lọc ở bên trong phiên tập ở với tranh tôi tập tour nâu và đi du học nâu nâu tây Việt Nam thì trong Hồ Chí Minh ấy Because để đó thấy ai another tập my lọc bằng tay desire is I really want to do for the Ho Chi Minh City Holy Ground Tour. bà ở quay được xem trong phó giáo sư xem trong ở miền đâu ca thưa Holy Ground lại đáp chưa bị sệt nâu thì trong Hồ Chí Minh Okay, that's all. So see you tomorrow. hỏi bà chụp đi nó ngày sáng bà sau một con chết bà là nên một cá thử bắt bằng hai nếu mình đi đi bà sẽ tôi chung với thêm bắt tôi mấy cái bà ơi mà chắc thamay đi kia bà chẳng nghe đại ca xóa cùng của quạt hay là không vì 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 lia rồi chia cái trang nghe đây để không dù chuyện qua giới tiền trong tàu tới Philippines đầu tháng ngày đào khai pram tháng một đi bà chẳng bật tập tí cứ dương mà ông chạy lại clay clam môi đó vì tục phê bà chân sông và cung mà Dạ xong một con Aron sẽ đây một số name Aron sẽ đây có sẽ đây ở kia này là thứ hai nên là các bạn trai lấy nhưng cho trai lấy để tôi chuẩn bị đem một số name là nơi không mê đi cái có toàn để tha và cùng sự hóa chất mấy ở bàn ý tưởng bàn không đồng cái lãnh nhân cư đây xa ở lâu cư gặp bố tay nhầm hiền sự hóa chất mấy cho màu trên cho vậy chứ cái lãnh nhân nhầm nhầm vô tăng tha về là một sự niệm còn giấy mà vì ai top shop cho mùi năng sản phẩm phát triển để sai cặp bốt cứ mình mấy con mình men chia sự má chất mây để quạt nơi chân trái và tay quạt để là quạt châu má cứ đồng bấy quạt trong score quạt trong score bị tôi nghĩ mà đồ má quạt trong score bị tròn ná dương hồn chân lại nữa nó về được quạt châu má cứ quạt ban tận pì
Phật score tăng tâm im một đó, Phật score tăng là phụ đại than su, phụ đại phật tiệt. Chừng lại nắng bực dương ở nên ca pha công quát cứ đôi chia mà chật chả dừng. Chừng lại nắng nhung vui kết mưa tha, về được một sinh quát dậy mà tha, ở dương trâu pha công quát ơi. Bạn càng từ lõ hình chấn nhung cơ ta nhung trừ riêng trong tháng tiệt lại nắng. Chừng phần nắng cứ nơi ở toàn cực rõ thì chấn, nó về được một sinh mà chật mây quát. Chỗ mà trong school vì lại dưới những trường xa cũng có khăn chìm môn tiết bồi xa lời của bố nơi nơi miên cũng rất là lợi thì mình thả chì lộ ấy nà nà tế và tế khăn của bố nâng khách không răng răng những bấy xa cùng ở bàn có cái đầu chìm đến tiết hay mùi tiết tiết tông thì nâng ở một sinh mà lợi thang tổng yên bộ đố cư dương ai bằng hạt cót sử dụng bộ tế thay để xa cót riêng của bạn chừng lại nó cứ trừ trừ mòn trừ rồi biết rồi vui xa nơi tông y một đô nơi khang của phố cứ đôi chờ một sự niêm hay cả nó mang khơi chân bị chán cứ quật trên chồ cứ quật nâng thân quật nâng nâu màn tì hay sầm rạp quật sầm rạp mấy chân đuôi để quật nâng để quật nâng thân mòn chia bị rón lại những người nhưng sự kiện khơi tha mùa hai để con ai nơi bán dù hot cứ con miên câu nào con còn bố con trôn nó con trong bàn ấy bị khang trong im một đồ bọn nhường ai con trôn nó cứ con score ấy khang con ban tập tua à tham gia cái đôi chia miên cả thì bọn ấy khang đọt quạt chân lại nữa tôi thuê con nơi nâng thân ở tư nà sọ ai sầm rập sao mới chỉ luôn để con cho má con ai bao chất đồng bay từ tua vô tiếng cộng đại than su con tiếng ca vật hát phong của sa ca vật hát cứ via đi miên kịp lồng vạ nó không nằm đài ai đọc về dừng bằng hát con quật vô quật cơ tha vì nghe sru và tay nó về để quật hát du tới quật cơ tha vì mình sru thì họ tăng cài họ tăng chặt vì chân tới quật có để khắc quật ai nơi bàn để khắc quật ở ai nơi bàn hay rồi ngày ni cứ khang sự mà chất tôi nghe một đô nơi khang có bốt cứ mới chỉ luôn cứ quật nâng ngày cứ quật squall ba tạm dễ đây một số niệm ở nông quật từ khang sala nơi cào bờ tây phong nơi nông bờ tây phong để quật squall pi cho lá dương can chán quật có căn tận nâng thường cứ quát căn tận nơi mùa dương dù từ hay sầm rạp sầm chặt thay cứ khang gặp bố riêng của bà trong nơi về để miên sầm chặt thay để chia cổ mà buổi sáng quát ắt ban pra tủ sáp ở vùng mà đại quát chi nè no màu trên nơi về để vùng đại quát no máu lại nữa cứ vì ai đôi tận nâng sầm chặt thay màu đại của bụng đái gót máu cứ gót máu chuột được hang ở chỗ nào dưỡng hang sân thờ hàng này trên đầu bê được gót đá cho máu gót khơi được tốn chuyện và gót chung hòa này chân lại nâng đôi chi dương ban được tua ca xa công vi ở sở mái chất thông mây được gót chô màu đài của xa gót nuông côn gót máu của tái gót máu từng cửu xa miên thị gì để gót máu chân gót có ban school vi hang dương và thay tiền mình nên là tâm im một đồ thì chân cái này nó cứ càng có bó tay để chia diêm sọc xài để tôi là đang ở càng phụng đại tham số khó hay dương bị triệt nên tâm im một đồ cho mùi nên cái này nên đại chân bạn vừa ao giờ để quạt châu màu thay nữa cứ quạt mơ khơi thay cái này dương mình nên ta kỳ lạ thì cứ dương ai miền cảm thì xem xem bởi ọp rung từ chưa ở áp hình bọn ai con quẫn căn ta lộ thành việc của xa hạt ta kể là mà bốc cư ọt cả thì chân dương nhiên cả ọp rung xem xem nó không nâng tiệt hay ở ngày ngày nâng nhâm chồng chạy lấy tài bị chỉ nói cả ngày xong mà con ba con chắc là vậy chúng ta chạy lấy ba chắc là đôi giờ vậy là một số niềm được là người đôi chỉ cả chạy về chân thì cặp bắt được mê riêng vẫn đi cứ quát
trong đó thì lơ mê rin bồ rốt đấy và sân khám ai dưới và mê rin bồ rốt tệ tôn dùng bồ sư chi vật thô sẽ là thô chê cả rục chắc tung và bê khá à, vậy là sân cọt thuốc bây giờ cọt sân cọt nông sân thơ dần bù sân thơ cứ cả lại anh biên dù chân chả chẳng hay dù chân cứ trông biên nó sẽ là thô chê khơi chắc tung mà rực gò biên nẹ nà phụng đai nà mà chê chê trên biên nó sẽ là thô ca cả rục ca và công phụ quần mẹ nà to tại group được nghe bài tay hoặc là trong gì là ôi miên sao là thò nó nông khluôn che chỉ việc xua chặt tung che khó trâu ấy chẳng hạn bà chẳng ở vậy đi thì ta lực lao rồi bò lục hay chỉ bị sai tốt nó vì cực đi bà chân không tha center bờ dương thì môi được môi cái dương nó một ca trong bạ giá cả ở miền đầu bài nút bà hay việc bạ để bật không ai bờ dương phong bà ở quân chán chẳng đào phê về đi nó ca bật chọc hết chẳng một lần bật chọc còn sông châu rùm buông xuống bật chỉ mùi nhà chia sổ bay chẳng ở đây vắng đài bà xong bông cho rung bông sơn xuống trên mặt đi tôm cờ đồ cái thanh sơ bông này quá người khai con đai bằng bông đỏ xây chỉ thả đập non ban bánh chọt nè ở mê riêng ở bếp rớt đại trì trong đấy mình ở tiếng phơ cai tiếng phơ chất để bảo bằng bông đỏ xây như mặt kia hay qua từ tụ ban này chúng ta xem xem hay có miền nơi cả thì vật thì một ngày từ một ngày thì thả đập non để quật bàn quật phòng bằng bài hôm nay tê và lia bằng riêng từ đầu bằng cùng các sở dân và kia chúng ta tạm biệt dạy ca khách không bằng bài của bọn lại đập non nên vừa ơi bằng bộ các sở dân và đôi khi của tôi bàn cho mình đăng xem xin hay tìm hợp tích ca như tình lai này hàng của tích cao một chiều cũng không thả ở nhà đập non đang để rộp rung cho mùi này cũng là khá xua và đối chìa cho mùi này bằng phòng đồ xây để bảo tiết nên là tôi ban lên chỗ chơi đối chìa bằng to nên tôi sẽ tăng chìa bằng to bằng to hay tìm ảnh hình con có xong phần sẽ để đặt lại chôn cũng là khá xua nên cũng là phần à chùi chứ và quân chứ ra thì ngày đam sao mà đam được có hết bạn.